mái trắng. Chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đổi lừa. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn. Lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình xa giờ. Chồng lên xe hoa. Ôi xin em đừng có buồn, xin em đừng có buồn. Tình nào không cay đắng, tơ duyên sẽ hoài mà không tròn. Con đường tình đâu còn một lòng xót tim heo. À, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Clip tiếp theo trong ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc đẩy bãi Nhật của Dumot nhé. Với cái thương hiệu Dumot này thì bên cửa hàng bán rất là nhiều rồi. Với dòng bãi Nhật xịn của Dumot thì đây là dòng đẩy bãi 4 kênh cho anh em nhé. Và đây là cái mã DA4150. Với cái dòng này thì nó đưa ra công suất khoảng 550W đến 600W một kênh anh em nhé. Nói chung là dòng đẩy Nhật này thì anh em kết hợp với tất cả các loại loa, đặc biệt là những cái dòng loa hay thì nghe nhạc cái chất âm rất là hay rồi. Và với anh em đã biết đến kênh của cửa hàng ấy thì là những cái sản phẩm này thì cửa hàng bán rất là nhiều trong năm. Đấy, thì mỗi khi có những cái sản phẩm, những chiếc đẩy của Dumot này thì bên cửa hàng tiếp tục cập nhật về cho anh em. Và cái chất nhạc của con này rất là hay. Anh em đã được nghe nhạc con này rất là nhiều rồi và đã mua của bên cửa hàng rất là nhiều những cái mã này rồi. Thì phải nói là cái chất âm của nó rất là trong trẻo luôn. Và hình thức của nó thì cửa hàng luôn lấy một cái tiêu chí là làm sao chọn những chiếc cục đẩy nó đẹp, những chiếc cục đẩy chất lượng và nó được và cả hình thức bề ngoài lẫn nội thất bên trong. Và cái chất âm của nó thì nó phải sâu lắng, ngọt ngào anh em nhé. Với dòng đẩy này thì anh em có thể kết hợp với dòng loa Nhật này, loa Mỹ và loa karaoke. Những cái dòng loa bãi xịn thì nó đưa ra cái bộ hoàn thiện về chất âm. Như đã giới thiệu cho anh em thì trong năm mới này sẽ có rất là nhiều các sản phẩm để về phục vụ anh em và những cái sản phẩm thương hiệu từ những cái dòng đẩy 2 kênh, 3 kênh hay là nhiều kênh thì luôn cập nhật những cái sản phẩm này lên cửa hàng trên cửa hàng và tiếp tục làm thật là nhiều những cái mẫu để cho anh em trên mọi miền Tổ quốc có thể tìm được những cái mẫu đẩy ưng ý cho mình. Và rất là nhiều các bác khách hàng của toàn thể anh em trong một năm mới thì rất là hỏi nhiều con này. Thì là cũng đã hứa hẹn với anh em rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục có những cái dòng đẩy bãi Nhật của Dumot này. Nói chung là những dòng này thì tiếng của nó không thể chê được anh em nhé. Thì nếu anh em nào đã đăng ký kênh của bên cửa hàng thì anh em sẽ được cập nhật những cái sản phẩm thường xuyên đăng tải cho anh em. Và những cái mẫu đẩy thì luôn được là cái chủ đề chính của bên cửa hàng. Bên cửa hàng cũng rất là nhiều thiết bị thì anh em có thể kết bạn Zalo với cửa hàng với cùng số điện thoại là 0396855 89. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi trên kênh rất là nhiều trong suốt những tháng ngày thì anh em ủng hộ rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em những chiếc đẩy rất là đẹp rồi. Con này thì nó mặt phay nhôm anh em nhé, mặt phay nhôm và nó vuông thành sát cạnh luôn. Với con đẩy này thì nó rất là hầm hố cho anh em, size là size 3U. Và anh em có thể thấy trên này thì nó có ghi rõ là kênh 1 có thể đánh chập kênh được này, Bright nó ghi rõ là Bright này. Đấy, và kênh 4 có thể đánh chập kênh được. Với dòng công suất này thì anh em có thể ghép được rất là nhiều các loại loa cũng như là vang, xin lỗi nhầm, loa này, loa lời, loa full hay là anh em có thể ghép súp nữa. Cái mã này thì rất là đẹp rồi, mã đẹp rồi, size 3U, nó hình thức nó rất là vuông thành sát cạnh. Đặc biệt là các bác còn thiên về những cái dòng nghe nhạc, các anh em mà sử dụng con này thì không thể chê được. Chất âm rất là mượt mà, cái giải bass của nó xuống rất là sâu nhé, xuống rất là sâu và dịu mềm. Giải chung thì rất là rõ ràng luôn. Và đặc biệt những cái giải lời của nó rất là sâu lắng. Thường là những con đẩy mà nó có những cái giải lời đấy. Giải lời mà khi nó lên những cái đoạn cao, giải tép cao đấy thì nó rất là trong trẻo, nó rất là sáng, nó không bị chói. Đấy, thì cửa hàng cũng mong muốn là làm sao chọn được những dòng đẩy nó chất lượng một chút. Đấy, và cái hình thức cũng rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái chất âm và công suất của nó là phải ổn định anh em nhé.
Thì con này thì ra quay một chút về đằng sau để cho anh em nhé. À, những chiếc để bãi xịn của Nhật Bản anh em nhé. Đấy, đúng mốt Japan này. Đấy. Và con này thì nó đầy đủ cái tem seri cho anh em, thì tín hiệu vào cho anh em thì vòng 4 đường Canon anh em nhé, 4 đường Canon. Bên cạnh đó thì nó ghi rõ nhất là kênh 1 là anh em đánh chọc kênh và kênh 4 đánh chọc kênh đây. Và nó có đường link line bằng jack 6 ly. Và có chế độ đánh chập kênh parallel và shifter đây. Và ra loa thì bằng siết loa rất là chắc chắn luôn. Cái này thì đang gạt ở chế độ đánh toàn dài cho anh em. Đấy. Dòng này là dòng suốt anh em nhé. Dòng suốt và sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản luôn. Nói chung là hàng xịn rồi. Thì như mọi thường lệ thì tất cả các video thì bên cửa hàng sẽ mở cái nắp ra cho anh em. Để anh em có thể tham khảo được cái nội thất bên trong anh em nhé. Anh em thấy một con đẩy rất là hầm hố luôn. Con đẩy rất là chất luôn. Thì với bản chất của đẩy Nhật thì nó sẽ sử dụng sò Japan luôn, sò chính là sò Nhật luôn. Con này nó sử dụng 2 này, 3, 4, 5, 6, tổng là 24 sò chính nha anh em nhé. 24 sò chính, thì bên cạnh đó nó có cả sò bù áp luôn. Bù áp đây, dàn bù áp sò thúc rất là nhiều. Và con này thì nguồn cũng rất là lớn luôn. Đấy, con này nó sử dụng cho anh em này, 2, 4, 6, 8 tụ đầu nguồn. 8 tụ đầu nguồn và sử dụng hai quạt gió rất là to luôn. Nói chung là những cái dòng này là thuộc dòng thương hiệu rồi anh em nhé, thương hiệu. Mền của nó rất là dày anh em nhé, mền rất là dày. Những cái sức của đẩy này thì sử dụng tiếng nhạc của nó cực kỳ là hay và sâu lắng. Con này 3U và size suất của nó thì cực hẳn luôn này. Anh em có thể thấy là nó xuyên suốt luôn. Hai quạt này quạt khỏe nhá anh em nhé, quạt hai con này quạt rất là khỏe luôn, quạt rất là khỏe luôn. Đấy. Thì tiếp tục thông báo cho anh em những cái dòng cục đẩy Dumont bãi Nhật 4 kênh thì cuối cùng là sẽ báo giá cho anh em nhé. Giá những chiếc cục đẩy đang có giá cho anh em là 5.300.000. Và đây là tại giá tại cửa hàng anh em nhé. Anh em khi mua hàng thì anh em có thể tham khảo giá rất là chi tiết trên kênh. Kênh thì khi bán cho anh em như thế nào thì báo giá rất là chuẩn cho anh em. Cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi trên kênh nhé. Thì nếu anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396855899 nhé.